Rồi tiếp tiếp cái video lúc nãy là video mình để mình sửa cái lỗi bộ bơm của máy cho 70 mình nha. Máy báo lỗi 12 công xanh. Một tờ tháo nó ngắt nè. Rồi coi mình tháo làm theo. Em báo là máy lưỡi 12 công xanh là lưỡi bụi bơm lưỡi tháo là lưỡi xanh. Thấy quại quại cái tay nữa quýnh nó luôn nha. Ta tháo cái dây nè. Tháo rồi chúng ta giữ lên. Mọi người có xem được video thì mọi người nhớ làm theo video, không được thì mọi người có thể liên hệ cái số điện thoại bên dưới cho nó người ta sẽ hướng dẫn cho mọi người. Mọi người có thể coi cái video này để mọi người khắc phục và sửa chữa lỗi để 12 công xanh đó, lỗi bộ bơm. Mọi người coi để ấy kỹ nha. Rồi chúng ta tháo ra, chúng ta lấy này ra. Sau khi tháo lấy cái này ra thì chúng ta tiếp tục tháo tiếp nha. Chúng ta tháo, chúng ta kiểm tra cái bộ bơm của nó nha mọi người. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục tháo men. Máy nó báo lỗi 12 công xanh đó, lỗi bộ bơm đó. Còn cái gì không hiểu thì comment mình hướng dẫn ra nha. Chúng ta tháo men ra trước nha, tháo men. Rồi, chúng ta tháo trước. Người có vấn đề gì không hiểu thì comment cho mình. Nó có ba con ốc nha mọi người nhìn vô mọi người. Có ba con ốc. Thank you.
bán nó báo 12 cm xanh là lỗi bộ bơm. Nóc mà chúng ta nhớ bỏ nóc nó vào nha. Rồi chúng ta lấy được cái bộ bơm này nè. Rồi chúng ta kiểm tra nó. Là nó chết cái mạch chip này nha. Đây. Này nó báo lỗi 12 cm xanh này, lỗi 12 cm xanh là lỗi của bộ bơm này. Chúng ta vệ sinh nó đi. Cái này là lỗi bộ bơm này, chúng ta vệ sinh xong chúng ta gắn vào lại hay chúng ta thay cái bộ bơm này là xong nha. Nếu không được chúng ta thay cái cảm biến này nữa là xong. Cửa này cũng đơn giản thôi nhưng mà mọi người biết mới sửa được nha. Người có xem được video thì nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn muốn sửa chữa gì thì cứ comment hoặc là liên hệ cái số điện thoại bên dưới á. Bên đó người ta sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Chúng ta quay mà nó đưa dài là nó ok nè. Nhưng bây giờ chúng ta chắc nó bị cảm biến thôi. Chúng ta quay rồi mà nó chạy là nó đúng rồi. Chúng ta đã tháo được cái bộ bơm của cái máy 6770 này ra rồi. Bây giờ chúng ta vệ sinh rồi chúng ta gắn vào lại thay cảm biến mà xong. Kỹ thuật coi thì kỹ thuật làm liền là được liền nha, nhưng mà khách lẻ thì mọi người lưu ý nha, mọi người làm từ từ nha, tại vì mới lần đầu nên nó hơi khó. Mọi người có gì không hiểu thì comment mình nha, còn muốn sửa chữa gì thì liên hệ số điện thoại bên dưới nha. Nhớ xem video thì bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha, để mình làm thêm mấy cái video hướng dẫn cho mọi người nha. Rồi chào mọi người, bây giờ mình vệ sinh xong rồi mình bắt đầu mình gắn vô, nhưng mà vệ sinh nó hơi lâu nên mọi người đợi không được, mọi người coi tiếp phần 2, phần 3 nha. Rồi cảm ơn mọi người nha.